Xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Có người nói chỉ kẻ ngu ngốc mới chống Mỹ, và sau vụ đảo chính Ngô Đình Diệm, người ta rút ra bài học làm đồng minh với Mỹ thật nguy hiểm. Có lợi hơn nên đứng thế trung lập, và có lẽ hữu ích hơn là nên làm kẻ thù của Hoa Kỳ. Việt Nam chúng ta đã phải trả nợ cho Mỹ như thế nào? Các bạn thân mến, sau chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, Giang Sơn trả về một giải gấm hoa. Tuy là bên thắng trận, nhưng Việt Nam chúng ta cũng xác định được vị thế hiện tại của mình trên chiến trường quốc tế. Mỹ lúc ấy vẫn là cường quốc số một thế giới, và các lệnh cấm vận từ phía Mỹ sẽ bóp nghẹt kinh tế Việt Nam. Chính vì thế, chúng ta đã nhờ Liên Xô đưa ra thiện chí hòa giải, mong muốn hai nước bình thường hóa quan hệ, đồng thời yêu cầu chính quyền Mỹ chi tiền tái thiết như đã hứa trong hiệp định. Tuy nhiên, Mỹ là quốc gia nổi tiếng cháo trở xưa nay. Ngày 6 tháng 1 năm 1977, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lộ trình ba nước bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, và phía Mỹ cũng đưa ra điều kiện kiên quyết để nối lại bang giao là Việt Nam phải làm đầy đủ hồ sơ về lính Mỹ mất tích, MIA, để trao trả tất cả hài cốt lính Mỹ. Đổi lại, phía Việt Nam cũng yêu cầu Mỹ phải bồi thường chiến tranh, khoản bồi thường là 3,25 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Mỹ sẽ viện trợ không hoàn lại mỗi năm 650 triệu đô la, như Ngoại trưởng Henry Kissinger đã hứa tại Hiệp định Paris. Tuy nhiên, phía Mỹ lật lọng, đơn phương tuyên bố Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris. Còn vi phạm ở chỗ nào thì Mỹ không nói rõ. Chính phủ Mỹ tuyên bố vì chúng ta không thực hiện đúng cam kết trước nên họ sẽ không trả khoản tiền bồi thường như đã thỏa thuận. Ngược lại, Mỹ còn đòi phía Việt Nam vẫn phải chịu trách nhiệm với khoản nợ 85 triệu đô la Mỹ gốc của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy biết Mỹ vô lý là cố tình làm căng, nhưng phía chúng ta đành nín nhịn. Đầu năm 1978 tại Tokyo, ông Phan Hiền, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Hoa Kỳ, tức là Việt Nam sẽ không yêu cầu Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh nữa. Tuy nhiên, lúc này Mỹ quan tâm tới việc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc hơn, mà Trung Quốc và Việt Nam khi đó lại đang là đối thủ, nên Mỹ đã bỏ qua vấn đề bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cuối năm 1978, Nguyễn Cơ Thạch hối thúc Mỹ ký thỏa thuận bình thường hóa, nhưng bên phía Mỹ đã từ chối khéo. Mỹ không thay đổi lập trường bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, nhưng phải chậm lại vì cần làm rõ ba vấn đề: sự thù địch của Việt Nam với Campuchia, hiệp ước Việt Xô và tình trạng gia tăng thuyền nhân Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái cớ. Thực ra, Mỹ đã quyết định dứt bỏ quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ với Việt Nam từ khi Việt Nam tham gia khối Comecon tháng 6 năm 1978 và sau đó ký hiệp ước với Liên Xô. Trong thập niên 80, chính quyền của Tổng thống Reagan 1980-1988 đề nghị Việt Nam phải rút hết quân ở Campuchia. Đây là điều kiện tiên quyết và bắt buộc để tiến hành bình thường hóa quan hệ, dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ tới Việt Nam. Dĩ nhiên, chúng ta buộc phải từ chối để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot. Năm 1991, trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, không phải nuôi đội quân chính quy hàng triệu người nữa, và đặc biệt, Việt Nam với láng giềng Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ trở lại. Mỹ nhận ra rằng việc tiếp tục cấm vận Việt Nam sẽ chẳng khiến người Việt Nam sụp đổ. Vậy thì tại sao không kiếm một chén canh? Nhận thấy Việt Nam là một thị trường khá tiềm năng, Mỹ chấp nhận và bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, phía chính phủ Mỹ đưa ra thông điệp, đề nghị các tổ chức tài chính thế giới làm việc với Việt Nam về vấn đề tài sản mà Mỹ cho Việt Nam vay. Trên cơ sở tín hiệu này, IMF, World Bank và các quốc gia chủ nợ khác tổ chức hội nghị đầu tiên với Việt Nam tại câu lạc bộ Paris. Thế là một đàm phán câu lạc bộ Paris khác đã diễn ra vào năm 1992 với nhiều tình huống rất trớ trêu khi Mỹ quyết định tận thu. Theo luật quốc tế, một nước khi mới thành lập hoặc tái thống nhất như một chủ thể mới sẽ được hưởng các quyền thừa kế về tài sản nhưng phải thừa kế cả nợ. Tuy nhiên, rõ ràng chiến tranh Việt Nam không phải nội chiến, ngụy quyền Sài Gòn chỉ là tay sai và khoản tiền kia là Mỹ cung cấp cho ngụy quyền chống lại chính phủ Việt Nam. Thế nên không một ai trong đoàn Việt Nam ngờ đến khoản nợ của ngụy quyền Sài Gòn vay Mỹ, buộc chính phủ Việt Nam phải trả luôn phần nợ lên tới hàng trăm tỷ đô la ấy thì rất là vô lý. Cũng may có một thành viên trong đoàn chúng ta nhanh trí nhớ đến đề án thừa kế vị trí trong IMF, World Bank và ADB của chế độ ngụy Sài Gòn trước kia, và chúng ta đã lập luận là Việt Nam không thừa kế tất cả mà chỉ thừa kế có chọn lọc. Giờ bom đạn, vũ khí đã sử dụng rồi, tức là hàng phế phẩm, bắt trả nợ những thứ phế phẩm này theo đúng thời giá thì đó là điều vô lý. Cuối cùng, hai bên thống nhất là chính phủ Việt Nam sẽ trả những khoản nợ phục vụ kinh tế và nhân sinh, không trả những khoản nợ cho mục đích quân sự.
Cuối năm 1992, khi tới Hà Nội lần thứ hai, Thượng nghị sĩ John Kerry đã đề nghị Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho phép ông ta cùng Thượng nghị sĩ Bob Schmidt xuống đường hầm ở khu vực lăng Hồ Chí Minh để tận mắt thấy không có lính Mỹ bị giam dưới lăng như phim ảnh Hollywood miêu tả. Ngày 3 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Vâng thưa các bạn, khi biết được những điều này, chúng ta phải nhớ một điều, đó là trước kia Việt Nam chúng ta đã phải nín nhịn, phải bồi thường tiền cho chúng, mặc dù chúng đã mang quân sang xâm lược, tàn phá đất nước chúng ta, phải để chúng nó vào tận lăng lãnh tụ hạnh hoẹ, đau đớn các bạn ạ. Quá khứ đã qua, cần gác lại để hướng tới tương lai, nhưng đừng có lãng quên tất cả nỗi đau đớn xưa kia. Tôi muốn nhắc lại chuyện này để các bạn nhớ, nhớ để nỗ lực học tập, mai này mà xây dựng đất nước, vươn vai phù đồng, tự đứng trên đôi chân của Việt Nam. Chỉ kẻ ngu ngốc mới chống Mỹ. Năm 1930, khi nước Mỹ đã là trung tâm tài chính, công nghiệp của cả thế giới, thì dân Việt Nam đang hô vạn tuế dưới triều vua Bảo Đại, nước Việt Nam kiệt quệ dưới chế độ thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng đến Mỹ và biết nước Mỹ như thế nào, nên hẳn ông không bao giờ muốn chống Mỹ để dân chúng phải hy sinh. Một quốc gia đang kiệt quệ, đi đấu với một siêu cường. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đại diện Hội Những Người An Nam Yêu Nước gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Hòa bình Versailles cho Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson nhưng không được trả lời. Đầu thập niên 1940, cơ quan OSS, tiền thân của CIA của Mỹ đã giúp đỡ Việt Minh thuốc men và một số vũ khí để chống Nhật. Đối tượng lúc ấy là kẻ địch của cả Mỹ và Việt Nam. Việt Minh giúp đỡ lực lượng Mỹ về tin tức tình báo và giúp cứu các lính Mỹ rồi chuyển giao cho người Mỹ. Ngày 29 tháng 3 năm 1945, Hồ Chí Minh gặp Trung tướng Chernow tại Côn Minh, Trung Quốc. Chernow cảm ơn Việt Minh và sẵn sàng giúp đỡ những gì có thể theo yêu cầu. Còn Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm của Việt Minh là ủng hộ và đứng về phía đồng minh chống phát xít Nhật. Theo Hồ Chí Minh, việc được tướng Chernow tiếp kiến được xem như một công nhận chính thức của Mỹ là bằng chứng cho các đảng phái quốc gia thấy Mỹ ủng hộ Việt Minh. Người Mỹ xem đây chỉ là một mưu mẹo của Hồ Chí Minh, nhưng ông cũng đã đạt được kết quả. Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên quảng trường Ba Đình tại Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và bản tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của Pháp để mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Hồ Chí Minh nói, với chỉ huy tình báo quân sự Mỹ OSS tại miền Bắc Archimedes L.A. Patti rằng, ông theo chủ nghĩa Lenin tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và xin gia nhập Đệ Tam Quốc tế, vì đây là những cá nhân tổ chức duy nhất quan tâm đến vấn đề thuộc địa. Ông không thấy có sự lựa chọn nào khác. Nhưng trong nhiều năm sau đó, những tổ chức này cũng không có hành động gì vì nền độc lập của các dân tộc thuộc địa. Trước mắt, ông đặt nhiều tin tưởng vào sự giúp đỡ của Mỹ trước khi có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của Liên Xô bằng việc gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman, nhưng không được đáp lại. Theo Patti, Hồ Chí Minh nói rằng, người Mỹ không muốn giúp ông vì họ xem ông là một người quốc tế cộng sản, bù nhìn của Moscow, do ông đã ở Moscow và nước ngoài nhiều năm. Nhưng thực tế, ông không phải là người cộng sản theo cách mà Mỹ hiểu. Ông nợ Liên Xô vì sự đào tạo của họ, nhưng ông đã trả lại bằng 15 năm công tác đảng và không có bất cứ cam kết nào khác với Liên Xô. Hồ Chí Minh tự xem mình là một cộng tác viên độc lập. Người Mỹ đã cung cấp cho ông nhiều hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần hơn Liên Xô, nên ông cảm thấy mình không hề mắc nợ Liên Xô. Theo ông, trong tình thế hiện nay, ông cần có đồng minh, nếu không, người Việt sẽ phải hành động một mình. Cuối tháng 9 năm 1946, Mỹ rút tất cả các nhân viên tình báo tại Việt Nam về nước, chấm dứt liên hệ với chính phủ Hồ Chí Minh. Sau này, dù Việt Nam Cộng Hòa từ chối tổng tuyển cử từ năm 1956, nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng chỉ vận động ngoại giao các nước thúc đẩy thi hành hiệp định và đấu tranh chính trị trong Nam, chứ không tiến hành chiến tranh quy mô trong nhiều năm vì lo Mỹ sẽ nhảy vào, khiến chiến tranh leo thang khốc liệt, phải đối đầu đầy rủi ro với Mỹ. Việc chống Mỹ là điều bất khả cưỡng, nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phân biệt rõ ràng chính quyền Mỹ và nhân dân Mỹ, vì vậy mới có các cuộc biểu tình và phản chiến. Ngày nay, nhờ đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, không chống Mỹ, mà sau 19 năm, từ năm 1975 đến năm 1994, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Với thế, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, trong khi hai cựu thù của Mỹ là Cuba và Triều Tiên, sau hơn 50 năm vẫn đang bị cấm vận. Giờ đây, Việt Nam có thể đặt mua vũ khí của cả Mỹ, Nga hay bất cứ nước nào mà chúng ta muốn. Không như một số quốc gia, tuy là đồng minh của Mỹ nhưng không được mua vũ khí của Nga hay ngược lại.
phải có sự lựa chọn cân não bên này hay bên kia. Đứng cùng phe mà phải nghe chỉ đạo, không có quyền tự quyết thì đó là chư hầu chứ không phải là đồng minh.